Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cái khoảng nửa thời gian cuối năm 2024 ấy, thì nói chung ấy, những con giáp nữ này sẽ nổi bật và tỏa sáng với cái khả năng kiếm tiền vượt trội của mình. Đặc biệt là từ cái thời gian sau ngày 20 tháng 10 dương lịch đến ngày mùng 1 Tết dương lịch. Cái điều này không chỉ nhờ vào cái khả năng làm việc chăm chỉ mà còn nhờ vào họ biết cách làm cho tiền đẻ ra tiền ngày một nhiều hơn một cách thông minh. Những con giáp này sẽ có tầm nhìn xa, biết đầu tư và quản lý tài chính một cách hiệu quả. Họ không ngại tìm kiếm cái cơ hội sinh lời từ những cái nguồn khác nhau, từ kinh doanh cho đến đầu tư chứng khoán hay là bất động sản vân vân. Đặc biệt, cái điều mà khiến cho những con giáp này trở nên thành công về mặt tài chính là cái sự bản lĩnh và sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro trong những cái tình huống nhất định. Khi đối diện với cơ hội đầu tư tiềm ẩn những cái rủi ro thì họ đủ can đảm để đưa ra cái quyết định đủ sáng suốt để mà đầu tư thông minh. Cái sự liều lĩnh có kiểm soát của họ cũng sẽ giúp cho họ bắt được những cái cơ hội mà không ai dám thử. Và cái thời điểm cuối năm 2024, đặc biệt là từ ngày 20 tháng 10 dương lịch đến ngày mùng 1 Tết dương lịch, thì những con giáp nữ này cũng sẽ có thể đạt được những cái thành tựu đáng kể nhờ vào cái sự thông minh và tinh thần mạnh mẽ. Họ không chỉ làm gia tăng thêm cái thu nhập mà còn mở ra nhiều cái cơ hội về tài lộc, đưa cái khối lượng tài sản của mình lên một cái đỉnh cao mới. Vậy thì những con giáp nữ nào là những con giáp may mắn trong khoảng thời gian sau ngày 20 tháng 10 dương lịch đến ngày mùng 1 Tết dương lịch? Tất tần tật sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết xem mình có nằm trong những con giáp may mắn trời ban này hay không quý vị nhé. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất hay nhất của Tử Thông quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp nữ may mắn đầu tiên từ sau ngày 20 tháng 10 dương lịch đến ngày mùng 1 Tết dương lịch đó chính là những người phụ nữ tuổi Thìn. Thưa quý vị, phụ nữ tuổi Thìn bề ngoài thường mang cái vẻ dịu dàng nữ tính, nhưng đằng sau của họ ấy là một cái nội lực mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh khiến cho ai tiếp xúc cũng phải nể phục. Họ không chỉ biết cách thể hiện cái bản thân qua những cái cử chỉ nhẹ nhàng mà còn sở hữu một cái khí chất kiên định, sẵn sàng đối mặt với mọi cái khó khăn, mọi cái thử thách và vượt qua chúng một cách dễ dàng. Chính cái sự kết hợp giữa vẻ bề ngoài mềm mại và cái nội tâm nó vững chãi đã giúp cho phụ nữ tuổi Thìn có thể gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và đặc biệt là trên con đường về tài chính, tiền bạc, sự nghiệp. Cuối năm 2024, khi mà những cơ hội kiếm tiền nó bắt đầu mở ra sau ngày 20 tháng 10 dương lịch, thì những người phụ nữ tuổi Thìn không phải ngần ngại và họ sẽ trở nên bản lĩnh hơn. Họ biết đây là cái thời điểm vàng để cho họ bứt phá và nâng cao cái thu nhập và đạt được những cái thành tựu lớn lao hơn nữa. Không chỉ tự tin trong cái việc đưa ra các quyết định mà những người phụ nữ tuổi Thìn còn luôn sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro trong những cái tình huống cần thiết. Từ đó tạo ra những cái bước đột phá bất ngờ. Với cái sự nhạy bén trong kinh doanh, họ có thể nhìn thấy cái cơ hội tiềm năng mà người khác có thể bỏ qua và không ngại đầu tư thời gian công sức để biến chúng trở thành cái cơ hội thực sự. Thưa quý vị, phúc lộc của những người tuổi Thìn trong cái thời gian này cũng khá là dồi dào hơn bao giờ hết. Mọi việc mà họ chạm tay vào thì sẽ gặp những cái thuận lợi, những suôn sẻ giúp cho tiền bạc đổ về túi ào ào như nước lũ. Chính nhờ vào cái vận may kết hợp với cái sự khéo léo và thông minh, những người phụ nữ tuổi Thìn không chỉ tạo ra những cái thu nhập mà còn xây dựng được một cái nền tảng tài chính vững chắc cho bản thân và cho gia đình. Đặc biệt những người phụ nữ tuổi Thìn đam mê làm giàu ấy, hoặc là theo đuổi cái sự nghiệp càng trở nên sắc sảo hơn trong cái cách quản lý và đầu tư tài sản. Họ không chỉ biết cách nhân đôi nhân ba cái lợi nhuận mà còn nắm bắt được cái cơ hội từ những cái thương vụ lớn vào cái dịp cuối năm này, giúp cho doanh số của họ được tăng vọt. Những cái phẩm chất nổi bật này cũng đã giúp cho những người phụ nữ tuổi Thìn trở thành một trong những con giáp giỏi kiếm tiền nhất trong cái giai đoạn cuối năm, đặc biệt là từ sau ngày 20 tháng 10 dương lịch đến ngày mùng 1 Tết dương lịch. Sự kết hợp giữa trí tuệ, sự quyết đoán và cái sự liều lĩnh có kiểm soát khiến cho họ nhanh chóng đạt được những cái thành tựu to lớn về mặt tài chính, khiến cho ai nấy cũng đều phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn vốn đã mang trong mình cái số mệnh phú quý, có xu hướng là thu hút cái sự giàu có và thịnh vượng. Cộng thêm vào đó là cái đức tính quyết đoán mạnh mẽ
khiến cho họ không chỉ đạt được cái cuộc sống sung túc mà còn trở thành cái biểu tượng của sự thành công và giàu có. Thưa quý vị, cái thời điểm sau ngày 20 tháng 10 dương lịch đến cái ngày mùng 1 Tết dương lịch ấy là cái thời điểm đỉnh cao để cho những người phụ nữ tuổi Thìn chứng minh bản lĩnh và cái tài năng trong cái việc kiếm tiền. Với cái sự trợ giúp của vận may, phúc lộc và cái khả năng kinh doanh xuất sắc, họ sẽ tiếp tục khẳng định được cái vị trí của mình trên con đường sự nghiệp và tài chính, đảm bảo rằng cuộc sống của mình sẽ được thịnh vượng, giàu sang và thành công. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người phụ nữ tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn quý vị nhé. Đó là con giáp nữ may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp nữ may mắn thứ hai từ sau ngày 20 tháng 10 đến ngày mùng 1 Tết dương lịch đó chính là những người phụ nữ tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người phụ nữ tuổi Dậu nổi tiếng với tinh thần và trách nhiệm cao và có một cái quyết tâm mạnh mẽ. Một khi mà họ đã bắt đầu làm việc thì họ sẽ làm đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Cái điều đoạn này đặc biệt thể hiện rõ khi mà có những cái mục tiêu tài chính rõ ràng cụ thể. Với cái sự kỷ luật và cái lòng quyết tâm, phụ nữ tuổi Dậu không ngừng tìm kiếm các phương thức và các chiến lược để đạt được những cái gì mình đã đặt ra. Họ không chỉ bị coi là phải yêu cầu cần được giúp đỡ mà ngược lại, họ luôn chủ động, sẵn sàng học hỏi để tự mình vượt qua cái thử thách, đạt được cái thành công bằng chính cái năng lực và cái sự nỗ lực của bản thân. Nói chung, trong thời gian từ sau ngày 20 tháng 10 đến ngày mùng 1 Tết dương lịch năm 2024 là cái khoảng thời gian rất là thuận lợi cho những người phụ nữ tuổi Dậu. Nhờ có cái tinh thần quyết tâm cũng như là được thần tài tương trợ giúp đỡ, họ sẽ có cơ hội phát huy tối đa cái lợi thế cá nhân, từ đó nắm bắt được những cái thành công và những cái cơ hội mới về tài chính. Cái tinh thần trách nhiệm và cái sự cẩn trọng trong công việc đã giúp cho họ xây dựng được một cái nền tảng vững chắc. Và giờ đây, khi mà cái vận may nó đến ấy, thì những người phụ nữ tuổi Dậu sẽ nhanh chóng nhận biết và tận dụng để đạt được những cái bước đột phá trong công việc lẫn trong cả cuộc sống. Cái sự thông minh sắc sảo và cái khả năng nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện sẽ giúp cho những người phụ nữ tuổi Dậu luôn nắm bắt được cái cơ hội một cách chính xác. Họ biết cách biến những cái điều học hỏi được thành cái cơ hội, thành cái lợi thế để thúc đẩy cái sự nghiệp của mình và phát triển tài chính một cách rõ ràng hơn. Khi mà cái cơ hội đến thì họ không chỉ tận dụng mà còn mở rộng nhân đôi, thậm chí là nhân ba cái lợi nhuận. Và cái thời điểm cuối năm 2024 bước sang cái năm mới là cái thời điểm mà những cái nỗ lực, những cái cống hiến của những người phụ nữ tuổi Dậu được đền đáp một cách xứng đáng. Nhờ vào cái sự hỗ trợ của thần tài, họ không chỉ thuận lợi trong cái việc đạt được những cái mục tiêu mà còn gặp được nhiều cái may mắn, giúp gia tăng thêm cái thu nhập của mình một cách nhanh chóng. Cùng với cái khả năng quản lý tài chính tốt, những người phụ nữ tuổi Dậu cũng biết cách đầu tư và chi tiêu một cách khôn ngoan. Họ luôn có kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho từng cái đồng tiền của mình kiếm được, không để lãng phí bất kỳ cái cơ hội nào. Cái sự kết hợp giữa may mắn và tài năng cá nhân đã giúp cho họ đạt được những cái thành công lớn về mặt tài chính trong cái giai đoạn cuối năm này. Hơn nữa, những người phụ nữ tuổi Dậu luôn chủ động và tích cực trong việc tìm kiếm những cái nguồn thu nhập mới. Họ không ngại thử thách bản thân và bước ra khỏi cái vùng an toàn để khám phá những cái khả năng tiềm ẩn của mình. Nhìn chung ấy, với những người phụ nữ tuổi Dậu trong cái giai đoạn cuối năm 2024 bước sang năm mới 2025 thì có thể dễ dàng đạt được các mục tiêu tài chính lớn. Với cái sự hỗ trợ của thần tài và cái sự quyết tâm không ngừng nghỉ, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt được cái cơ hội và tạo ra những cái bước đột phá quan trọng. Tiền bạc đổ về ào ào, công việc thì thuận lợi, mở ra một cái tương lai đầy hứa hẹn và thịnh vượng cho những người phụ nữ tuổi Dậu. Nếu như mà họ biết tận dụng cái vận may của mình và thời tới cản không kịp, cái thời gian cuối năm là cái lúc mà những người tuổi Dậu có thể đạt được cái sự thành công viên mãn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai.
Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Mão. Thưa quý vị, những người phụ nữ tuổi Mão có vẻ ngoài dịu dàng mỏng manh khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng họ yếu đuối và thiếu quyết đoán. Bên trong cái vẻ bề ngoài đó là cái nội tâm mạnh mẽ, khôn ngoan và linh hoạt, giúp cho những người phụ nữ tuổi Mão luôn biết cách xử lý mọi tình huống trong cuộc sống, đặc biệt là ở khía cạnh tài chính và công việc. Với cái sự thông minh và nhanh nhẹn, những cô gái tuổi Mão luôn biết tận dụng mọi cái lợi thế để đạt được cái lợi ích tối đa trong các cơ hội về tài chính. Họ có khả năng quan sát một cách tinh tế này, biết cách điều chỉnh và thích nghi với mọi cái hoàn cảnh để đưa ra những cái quyết định chính xác, mang lại cái lợi nhuận cao. Không chỉ dừng lại ở cái việc nắm bắt những cái gì đã có, khi mà đặt ra cái mục tiêu làm giàu ấy, thì những người phụ nữ tuổi Mão luôn chủ động tìm hiểu thêm những cái kiến thức về kinh tế, về thị trường và đầu tư để hoàn thiện bản thân. Họ không ngại bỏ thời gian và công sức để mà học hỏi, nghiên cứu nhằm trang bị cho mình những cái kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và về các lĩnh vực về tài chính. Nhờ cái tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, những người phụ nữ tuổi Mão luôn biết cách nắm bắt những cái cơ hội đầu tư mà người khác đôi khi không thể nhìn thấy. Họ có cái óc phán đoán nhạy bén, luôn đi trước một bước trong cái việc phân tích và đánh giá các rủi ro và các lợi ích. Cái điều này giúp cho họ không chỉ thu về những cái khoản lợi nhuận lớn mà còn trở thành những nhà đầu tư tài ba. Đặc biệt trong cái giai đoạn từ sau cái ngày 20 tháng 10 đến ngày mùng 1 Tết Dương lịch năm 2025 ấy, thì cái vận may về tài chính của những người tuổi Mão lại càng thêm dồi dào. Sự linh hoạt và quyết đoán của họ kết hợp với cái vận khí tốt đã tạo điều kiện cho con giáp này gặt hái được những cái thành công lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên dù có đạt được nhiều cái thành tựu về tài chính, nhưng những người phụ nữ tuổi Mão không bao giờ lãng phí cái vận may của mình. Họ là những người biết cách quản lý tài chính và không quá sa đà vào cái việc tiêu xài xa hoa hay là đam mê mua sắm. Thay vào đó, những người phụ nữ tuổi Mão luôn tập trung vào việc xây dựng các giá trị bền vững cho bản thân và cho cộng đồng. Họ luôn chăm chỉ làm việc, không ngừng nâng cao cái năng lực và tận dụng mọi cái cơ hội để tiếp tục phát triển. Cái sự thành công của họ không chỉ dừng lại ở cái lợi ích cá nhân mà còn góp phần tạo ra những cái giá trị tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Thưa quý vị, cái thời điểm cuối năm 2024 giao mùa bước sang cái ngày mùng 1 Tết năm 2025 thì với cái sự thông minh linh hoạt và cái nội tâm mạnh mẽ, những người phụ nữ tuổi Mão chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định cái vị thế của mình là một trong những con giáp giỏi kiếm tiền. Họ không chỉ nắm bắt được cái cơ hội tài chính mà còn biết cách quản lý, phát triển cái sự nghiệp, đảm bảo cho mình một cuộc sống sung túc, bền vững và giàu có. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người phụ nữ tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người phụ nữ tuổi Thân. Thưa quý vị, những người phụ nữ tuổi Thân thường tạo ấn tượng với cái vẻ bề ngoài chăm chỉ này, vất vả này, nhưng trên thực tế họ đó là cái cách sống mà họ lựa chọn. Họ không ưa cái sự nhàn hạ hay là dễ dãi và thích cái cuộc sống năng động luôn tiến về phía trước. Với cái bản tính chăm chỉ, cần mẫn và kiên trì, họ tin rằng những cái nỗ lực của mình sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Những người phụ nữ tuổi Thân không ngại đối diện với những cái khó khăn và những cái thử thách, bởi họ hiểu cái con đường thành công không bao giờ là bằng phẳng cả. Chính nhờ cái sự kiên định và bền bỉ đã giúp cho họ luôn tiến xa hơn trong công việc và trong cuộc sống. Một trong những cái điểm nổi bật của những người phụ nữ tuổi Thân là cái sự mạnh mẽ và quyết đoán. Khi mà đặt ra cái mục tiêu, họ sẽ không ngần ngại tìm mọi cách để thực hiện, sẵn sàng chấp nhận cái thử thách và đương đầu với mọi khó khăn. Cái điều này đã giúp cho họ không chỉ trở nên thành công hơn mà còn trở thành một cái hình mẫu của cái sự độc lập tự chủ trong cuộc sống. Những người phụ nữ tuổi Thân cũng rất là khôn khéo và chân thành trong cái chuyện giao tiếp. Cái điều này giúp cho họ xây dựng được cái mạng lưới kết nối vững mạnh với bạn bè, đồng nghiệp và các đối tác kinh doanh. Cái sự chân thành và thẳng thắn đã giúp cho họ chiếm được cái lòng tin của mọi người, tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái sự việc nó phát triển, và cái công việc hợp tác phát triển sự nghiệp nó cũng được thuận buồm xuôi gió.
Thưa quý vị, nói chung ấy, cái thời gian cuối năm, đặc biệt là từ sau ngày 20 tháng 10 đến ngày mùng 1 Tết năm 2025 dương lịch, là cái khoảng thời gian vô cùng thuận lợi cho những người phụ nữ tuổi Thân. Dường như họ đã nhận được cái sự phù hộ đặc biệt từ trời Phật tổ tiên, giúp cho công việc làm ăn kinh doanh của họ trở nên phát đạt hơn bao giờ hết. Những dự án hợp tác đầu tư trong thời gian này đều mang lại cái lợi nhuận lớn, giúp cho những người tuổi Thân nhanh chóng đạt được những thành tựu to lớn, tiền bạc đổ về như nước, cuộc sống thì trở nên sung túc hơn và thịnh vượng hơn. Tuy nhiên, những người phụ nữ tuổi Thân không nên chủ quan hay là hoang phí những cái thành quả của mình. Dù có gặt hái được nhiều thành công thì họ vẫn cần phải giữ vững, giữ cái sự cân bằng trong chi tiêu. Cái việc chi tiêu quá đà, đắm chìm vào mua sắm ấy, không chỉ khiến cho tài chính của họ bị ảnh hưởng mà còn khiến cho họ mất đi sự tự chủ vốn có. Thay vào đó, những người phụ nữ tuổi Thân cũng nên biết cách quản lý tài sản của mình một cách hợp lý và thông minh. Bên cạnh đó, cái việc dành một cái phần lợi nhuận để mà giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ấy, không chỉ giúp cho họ tích đức mà còn đem lại sự hài hòa, bình an trong cuộc sống. Với những cái phẩm chất đặc biệt, từ cái sự chăm chỉ, kiên định đến cái khả năng kết nối khéo léo, nói chung ấy, những người phụ nữ tuổi Thân chắc chắn cũng sẽ tiếp tục phát huy được cái lợi thế, cái thế mạnh của mình và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian cuối năm 2024. Những cái nỗ lực của họ cũng sẽ mang lại những cái thành quả xứng đáng, đồng thời cũng giúp cho họ củng cố cái nền tảng tài chính vững chắc cho một tương lai tốt đẹp hơn. Vậy nên để mang lại cái may mắn thành công cho mình thì những người phụ nữ tuổi Thân ấy cũng hay luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp nữ may mắn thứ năm, đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, đối với phụ nữ tuổi Tuất thì được biết đến với cái tính cách thẳng thắn, thành thật và đôi khi có thể khiến cho những người khác hiểu lầm về cái sự thẳng thắn đó. Tuy nhiên, những người thân thiết với họ thì đều hiểu rằng những cô nàng tuổi Tuất không có ý xấu mà chỉ đơn giản là họ luôn muốn sống một cách chân thật với bản thân mình. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mạnh giúp cho họ tạo dựng được cái lòng tin và cái sự kính trọng từ những người xung quanh, đặc biệt là trong cái chuyện công việc hoặc là quản lý tài chính. Khi mà nói đến cái việc kiếm tiền và quản lý chi tiêu, những người phụ nữ tuổi Tuất là một trong những con giáp nữ giỏi nhất trong cái việc này. Mặc dù đôi khi có vẻ như họ thoải mái trong chuyện chi tiêu và dễ dàng mua sắm những cái món đồ lớn, nhưng thực tế mọi thứ đều đã được lên kế hoạch một cách cẩn thận từ trước đó. Họ không chi tiêu một cách là bốc đồng mà luôn có một cái mục tiêu rõ ràng, những cái gì mình sẽ mua nếu mà trong thời gian tới. Họ không sử dụng hết cái số tiền đã dự định cho chi tiêu ấy, họ sẽ gộp lại số dư đó để lại cho tháng sau để mua sắm những cái món đồ thực sự cần thiết. Thì đây là một trong những cách giúp cho những người phụ nữ tuổi Tuất không chỉ tiêu tiền một cách hợp lý mà còn đảm bảo được cái việc tiết kiệm cho tương lai. Thưa quý vị, những người phụ nữ tuổi Tuất hiểu rõ cái giá trị của đồng tiền và biết cách sử dụng tiền một cách thông minh. Họ có kế hoạch tiết kiệm rõ ràng nhưng không hề keo kiệt hay là hà tiện. Mỗi khi mà kiếm được tiền thì họ sẽ phân chia một cái phần để mua sắm, để chi tiêu cho cuộc sống, và một phần khác sẽ được dành riêng cho cái quỹ tiết kiệm cá nhân. Đặc biệt họ rất là nghiêm túc trong cái việc duy trì cái quỹ tiết kiệm này, không bao giờ tiêu đến cái số tiền mà đã dành ra với mục đích quan trọng trong tương lai. Đây là một trong những cái lý do mà những người phụ nữ tuổi Tuất dễ dàng trở thành những người giàu có và có một cái nền tảng tài chính ổn định. Đặc biệt từ sau ngày 20 tháng 10 đến ngày mùng 1 Tết năm 2025 dương lịch thì những người phụ nữ tuổi Tuất sẽ có nhiều cái cơ hội để mà gia tăng thêm cái vận trình tài chính của mình. Với cái sự thông minh và chăm chỉ vốn có, họ không ngại đảm nhận những cái việc khó khăn hay là những cái thử thách mới. Khi mà đã quyết định làm việc thì họ sẽ làm hết sức mình và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Cái tinh thần trách nhiệm cao và cái sự kiên định cũng sẽ giúp cho họ hoàn thành công việc một cách xuất sắc và thu về những cái thành tựu lớn. Đặc biệt trong cái giai đoạn cuối năm,
Dù có những cái thành công về mặt tài chính, nhưng những người phụ nữ tuổi Tuất vẫn luôn duy trì cái lối sống và cái trách nhiệm, và họ biết cách chi tiêu hợp lý. Họ không dễ dàng bị cuốn theo những cái lời khuyên hay là những cái ý kiến của người khác, mà họ luôn tin vào bản thân và lập một cái kế hoạch tài chính dựa trên những cái nguyên tắc riêng của mình. Chính cái điều này đã giúp cho họ trở thành những cái người phụ nữ giàu có, tự chủ về mặt tài chính và luôn biết cách giữ cái sự thịnh vượng cho bản thân và ngày càng trở nên giàu có viên mãn hơn. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người phụ nữ tuổi Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ năm. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp nữ may mắn nhất từ sau ngày 20 tháng 10 đến ngày mùng 1 Tết năm 2025 dương lịch. Thưa quý vị, năm con giáp nữ này sẽ nổi bật với cái sự giàu sang về mặt tài chính, thành công về mặt sự nghiệp. Phụ nữ tuổi Thân thì chăm chỉ, kiên định, biết nắm bắt cái cơ hội. Những người phụ nữ tuổi Tuất thì có cái kế hoạch chi tiêu hợp lý. Còn những người tuổi Mão thì lại linh hoạt, khéo léo trong việc đầu tư. Đối với những người phụ nữ tuổi Dậu thì lại mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi xây dựng các mối quan hệ. Còn tuổi Thìn thì can đảm và sẵn sàng đối mặt với những cái rủi ro để đạt được những cái mục tiêu của mình. Những con giáp này đã tạo nên cái sự khác biệt của mình và họ biết cách tạo ra của cải và đạt được cái sự thịnh vượng vượt bậc vào cái dịp cuối năm 2024 quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp nữ may mắn nhất trong cái thời gian cuối năm 2024. Và những con giáp nữ này sau ngày 20 tháng 10 sẽ có cái cơ hội bùng phát về tài lộc, dễ sắm nhà tậu xe và mang lại cái vận may tài chính đến tận cuối năm 2024 dương lịch. Bước sang năm 2025, cuộc sống của họ sẽ trở nên sung túc giàu có hơn. Đó là những người phụ nữ tuổi sau: 1 tuổi Thìn, 2 tuổi Dậu, 3 tuổi Mão, 4 tuổi Thân và 5 là những người tuổi Tuất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.